Cuộc đua chó kéo. Alaska, Hoa Kỳ, năm 2008. Cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết ID Tarot năm nay hẳn sẽ kịch tính lắm đây. Đúng vậy, hôm nay đã là ngày đăng ký cuối cùng rồi mà vẫn rất đông người trong bang đến ghi danh. Không chỉ trong bang Alaska hay nước Mỹ chúng ta đâu, cuộc đua này mỗi năm đều thu hút gần 100 tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới đấy mọi người ạ. Ôi may quá, mình đến vẫn kịp. Mẹ nghe con, hãy suy nghĩ lại về ý định tham gia cuộc đua nguy hiểm này đi. Mẹ đã có tuổi, lại bị viêm khớp mãn tính, chống chọi với giá lạnh nhiều ngày như vậy sao được? Mẹ đã quyết tâm rồi, sao con cứ ngăn cản mẹ mãi? Mẹ đã suy nghĩ cả tháng nay. Chính vì đã có tuổi nên mẹ muốn được một lần cuối cùng chinh phục cuộc đua này, để mẹ đăng ký kéo không kịp mất. Kìa mẹ. Dạ, thủ tục của bác đã xong xuôi. Cuộc đua năm nay bác chính là tuyển thủ lớn tuổi nhất đấy ạ. Mấy tháng trước khi lần đầu đọc báo có bài phát động về cuộc đua, tôi tự nhủ nhất định phải ghi danh. Với một bà lão như tôi thì đây có thể nói là hành trình chinh phục cuối trong đời rồi. Biết đâu bác sẽ làm nên một kỳ tích, không chỉ trong năm mà những mùa thi những năm sắp tới nữa. Làm phiền anh, tôi được biết cuộc đua này ban tổ chức vẫn bí mật sắp xếp một đội hậu cần phía sau, phòng hờ trường hợp có những thí sinh xảy ra sự cố gì đó, đúng không? Đúng vậy, chị chớ có lo, bà nhà mình có vẻ rất quyết tâm, chị nên ủng hộ bà tham gia thi. Mình đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục này. Những chú chó kéo mạnh mẽ nhất Alaska, hãy đồng hành cùng ta nhé. Đường đua 2000 km từ thị trấn Anchorage, Nam Alaska, đến đích là thị trấn Nome ở phía tây bờ biển Bering, là một trong những cung đường băng giá nhất Alaska. Mình vẫn không tin nổi mẹ là tuyển thủ thi đấu nữa. Cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết ID Tarot mùa 2008 chính thức bắt đầu. Mời các tuyển thủ xuất phát. Đây đã là ngày thi thứ 5. Các tuyển thủ cùng đội chó kéo xe đồng hành cùng họ vẫn đang rất sung sức và bám đuổi nhau rất sát. Họ đang phải vượt qua những dãy núi chập trùng, những dòng sông băng lạnh giá, băng qua rừng cây rậm rạp, nhiệt độ luôn thấp hơn 0 độ C và những cơn gió lốc quay cuồng. Anh ấy cán đích rồi, chỉ giới 9 ngày, tuyệt quá. Quán quân của chúng ta đây rồi, Lancy McKee, vô địch. Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp anh ấy đoạt quán quân và đã phá kỷ lục của chính mình là 10 ngày vào mùa thi trước. Thật không thể tin nổi, anh ấy là một bệnh nhân ung thư nữa. Người đàn ông này quá là kiên cường và mạnh mẽ. Thưa quý vị đang theo dõi từ trực tiếp cuộc đua ID Tarot, hôm nay đã là ngày thứ 11 và hầu hết các tuyển thủ cùng đoàn chó kéo xe của họ đều đã về đến trạm. Theo thông báo từ ban tổ chức, chúng ta chỉ còn duy nhất một tuyển thủ nữa. Đó là bà Lisa, 61 tuổi, người lớn nhất cuộc đua, lần đầu tiên tham gia cuộc đua. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho bà. Ban tổ chức cho biết bà cách cách 1/4 đường, vẫn đang nỗ lực cùng 16 chó kéo vượt núi tuyết sông băng. Tất cả các khán giả đều hồi hộp chờ đợi tuyển thủ đặc biệt này về đích. Tôi chết, mình gặp sự cố lún băng rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng bảy chiếc xe kéo lên, nhưng việc này mất không ít thời gian. Bác lại lớn tuổi rồi, e là không thể chờ đợi lâu trong giá lạnh được. Theo tính toán, hành trình này trung bình mất 10 ngày. Ngày thứ 12-13 vẫn chưa thấy thí sinh cuối cùng đâu nhỉ? Bà ấy có tuổi như vậy, sao chịu được băng giá? Chắc sẽ sớm bỏ hành trình thôi. Trời đất, thật không tưởng tượng nổi, bà ấy không từ bỏ. Bà ấy thật kiên cường, tuyệt vời. Mất hơn một ngày mình gặp sự cố lún băng, thật không ngờ khán giả vẫn ở lại cổ vũ cho mình, người về đích cuối cùng. Tuyệt vời, bạn chính là người hùng. Thưa bà Lisa, theo thể lệ cuộc thi, tuyển thủ cuối cùng hoàn thành cuộc đua sẽ được thổi tắt ngọn đèn bão treo trên trạm đích và được giữ lại cái đèn làm kỷ niệm. Ồ, bây giờ tôi mới biết được điều bất ngờ tuyệt vời này. Cuối cùng tôi đã hoàn thành cuộc đua rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại cổ vũ cho tôi đến phút cuối. Mau thổi tắt đèn bão đi ạ. Thổi đi, thổi đi.
ID Trot là cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết thường niên được tổ chức từ năm 1973 tại Mỹ. Đây là cuộc đua duy nhất trên thế giới mà người về đích cuối cùng được khán giả chờ đợi không kém quán quân. Với thông điệp nhân văn đặc biệt, chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất, ID Trot được bầu chọn là cuộc đua vĩ đại nhất trên hành tinh. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết ID Trot diễn ra tại Hoa Kỳ vào năm 2008. Sự ra đời của tem bưu chính. Bộ phim xây dựng dựa trên câu chuyện về Roland Hill, cha đẻ của con tem bưu chính đầu tiên trên thế giới vào năm 1840 tại Anh. Roman, tại sao con không chú ý nghe thầy giảng bài, lại làm việc riêng thế này? À, dạ, thưa thầy, con... Đưa những mẫu giấy kia cho thầy đi. Roman, đây là... Dạ, thưa thầy, tại vì trưa nay có bưu tá tới lấy thư nên con cố viết để kịp gửi cho bố con ạ. Con xin lỗi vì đã làm việc riêng trong giờ học, con mong thầy tha lỗi cho con ạ. Con gửi thư cho bố, tại sao lại ghép cả những mẫu thư của những người khác thế này? Dạ, bố con và các chú, các bác trong xóm cùng là công nhân đường sắt ở mãi Scotland, mà cứ ví gửi một lá thư tới ấy có khi nhiều hơn cả ngày công của họ. Nên mọi người trong xóm ai muốn gửi thư thì tập hợp lại, nhờ con chép lại vào tờ giấy lớn hơn rồi gửi cho bố con. Sau đó, bố con lại cắt tờ giấy thành từng thư riêng rồi trao lại cho mọi người. Như vậy, cả xóm con chỉ cần trả tiền cho một lá thư mà ai cũng có thể được nhận thư hết. Thầy hiểu rồi, con đúng là cậu bé thông minh và tốt bụng. Nhưng lần sau, không nên làm việc riêng trong giờ học nha. Lần này thầy bỏ qua, con cất thư rồi chúng ta tiếp tục học bài đi. Thư từ vốn dĩ để người ta kết nối, trao đổi thông tin với nhau. Vậy mà, tại sao lại chỉ dành cho giới giàu sang? Còn với những người nghèo thì phải trả một mức phí quá cao cho dịch vụ xa xỉ đấy. Chúng em chào thầy ạ. Gớm, đưa thư cho cô mà vất vả quá. Lần thứ nhất cô không có ở nhà, đây là lần thứ hai tôi trở lại rồi đấy. Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận lá thư được. Mong ông cầm về cho. Cô này nói lạ ha. Cô không nhận thì phí vận chuyển ai trả đây? Khoản đó đâu phải nhỏ, tận hai bận đánh ngựa của tôi đó. Chính vì cước phí không nhỏ nên tôi không đủ tiền để nhận lá thư này. Tôi biết như vậy là làm khó cho ông, nhưng mong ông thông cảm cho tôi ạ. Có chuyện gì mà sáng sớm hai người đã to tiếng thế? Đấy ông xem, tôi đã phải đi ngựa hàng chục dặm để mang thư về cho cô ấy. Thế mà bây giờ cô ấy nói không nhận. Nhận hay không mặc cô ấy, nhưng còn công xá của tôi thì sao đây? Chỉ vì lệ phí nhận thư cao quá, tôi không thể nhận được. Ông có tiếp tục làm khó, tôi cũng chẳng đủ tiền để gửi cho ông được. Nhưng mà... Thôi được rồi, tôi sẽ trả phí lá thư này cho cô ấy. Tôi đã trả phí giúp cô rồi mà, cô nhận thư đi. Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao? Thực ra bức thư này là của anh tôi gửi. Anh tôi vừa lên khu kinh tế mới để làm ăn sinh sống. Và chúng tôi đã hẹn trước với nhau, nếu bình yên vô sự thì đánh một dấu tròn ở bì thư. Sau khi nhìn qua bì thư, tôi biết anh ấy ở xa không xảy ra chuyện gì, nên tôi không nhận thư nữa để khỏi phải trả cước. Thế là vừa có thông tin vừa không phải trả tiền. Nhưng mà ông lại... Thomas này, anh có nghĩ chừng nào bưu chính chưa được cải cách thì chừng đó xã hội vẫn còn lạc hậu không? Lại phải trả một khoản cước phí lớn để cập nhật tài liệu trên thành phố gửi về à? Không, tôi thì đã đành. Nhưng còn những người nghèo khác kia, họ không dám nhận thư từ chỉ vì không đủ cước phí. Nói đâu xa, như tôi đây, năm ngoái mẹ vợ mất, người nhà gửi thư lên báo. Nhưng vợ chồng tôi cũng từ chối nhận vì cước phí bằng cả ngày đi dạy đấy. Mãi về sau, có bà con lên thăm rồi báo tin mà chúng tôi ân hận quá. Tôi nghĩ phải có biện pháp cải cách gì chứ. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà con người cứ phải chịu tù túng, kìm kẹp để tiếp cận thông tin và những lời nhắn nhủ thế này.
biết bao phương án cải cách rồi đó thôi, nhưng chỉ được một thời gian rồi dừng lại. Nên vấn đề bưu chính vẫn còn bỏ ngỏ, chung quy chỉ khổ dân đen thôi. Đó, mấy bữa cơm của vợ con ông đấy. Em nói gì vậy? Người ta giao bưu phẩm cho anh rồi đấy à? Vẫn bưu phẩm và chuyến đường đó, nhưng lần này giá cước phí lại cao hơn. Không biết ở trên họ thẩm định cước phí như thế nào, nên là sắp tới vợ con của anh phải nhịn đói rồi đó. Mang tiếng có chồng làm giáo viên, vậy mà phải vay đi ăn từng bữa, trong khi anh thì sống chết mặc bay à. Hey, thì biết làm sao được, công việc của anh như vậy rồi, phải cập nhật tài liệu liên tục, chứ không lẽ tụt khẩu phía sau. Nhưng phải chi trả cái chi phí bưu chính này liên tục, chúng ta cũng không tiến về phía trước được. Có lẽ anh phải tìm hiểu để đưa ra biện pháp gì cải cách bưu chính thôi, anh không thể đứng yên nhìn được. Thôi thôi thôi, anh dẹp cái ý tưởng điên rồ đó đi. Anh cứ an nhiên, tự tại như xưa nay cho vợ con được nhờ giẫm cái. Biết bao nhiêu người tài giỏi còn phải bó tay kia kìa, chứ anh thì... đúng là đồ gan dở mà. Làm gì mà nay ra tận đây đón tôi thế này? Tóm lại có chuyện gì mà nhìn ông như người mất hồn thế kia? Có gì đâu, tôi đang chờ thư phản hồi từ cục bưu chính đây mà, cả tuần nay rồi chưa thấy đâu hết. Đừng nói với tôi là ông gửi đề xuất cải cách, cải kẻo gì cho tổng cục nha. Chắc người ta còn phải xem xét chứ, thấy ý tưởng của ông thế nào, tiết lộ cho dân thường như tôi biết với, xem có khả quan không. Ý tưởng ngơ ngẩn, nhảm nhí như vậy mà ông cũng dám đề xuất được sao? Thế này đừng nói là chờ một tuần, một đời cũng không ai trả lời ông đâu. Anh nghĩ vậy thật sao? Giải pháp của ông là để người gửi thư sẽ trả cước phí, người nhận không phải bận tâm tới chuyện đó nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là giá cước quá cao, mà cùng là dân nghèo thì người gửi hay người nhận có khác gì nhau đâu. Hay ví dụ trên kia họ đã mất công gửi tài liệu cho ông, rồi họ phải chịu phí à? Nếu không đủ cước phí họ sẽ không gửi, còn như trước kia họ cứ gửi đi rồi người nhận không thể nhận được thì hóa ra lại vòng đi vòng lại, chi phí đội lên gấp đôi à. Hay, điều đó không có nghĩa gì, bởi mấu chốt của vấn đề về cước phí vẫn còn đó. Cách ông đang làm chỉ là đổi đối tượng giải quyết và thanh toán cước phí thôi. Thôi ông hãy từ bỏ ý nghĩ nhảm nhí đi, học sinh đang chờ ông lên lớp kia kìa. Điều đó không có nghĩa gì, bởi mấu chốt của vấn đề về cước phí vẫn còn đó. Thôi ông hãy từ bỏ ý nghĩ nhảm nhí đi. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. 2 năm sau. Anh đúng là hết nói nổi rồi. Nhà cửa biết bao nhiêu việc cần phải lo, mà anh thì cứ ung dung lo chuyện thiên hạ không hà. Cô Hana, Jolene bị ốm hay sao? Hay nhà có việc gì mà cả tuần nay không thấy tới trường vậy? Thầy hiệu trưởng không có cách nào liên lạc với cậu ấy, nên bảo tôi tới đây xem tình hình thế nào. Thầy ấy giận lắm. Còn nếu Jolene không giải trình rõ ràng lý do vắng mặt thì sẽ đình chỉ công tác. Anh có cách nào khuyên nhà em từ bỏ ý định trở thành nhà cải cách, cải kẻo gì được không? Suốt 2 năm rồi em chịu trận rồi đó. Thomas, anh tới lúc nào vậy? Tôi định tới gặp anh đây. Thầy hiệu trưởng, chuyện đó để sau đi, cái này quan trọng hơn. Ông vào trong này với tôi. Cậu xem đi rồi góp ý cho tôi. Cải cách bưu cục, tầm quan trọng và tính thực tiễn. Sau thất bại lần trước, tôi thật sự đã tìm thấy vấn đề nằm ở đâu, nên đã nghiên cứu và đưa ra một giải pháp. Cậu xem có khả quan không? Vậy là biện pháp cải cách của ông là trong phạm vi vùng đất Anh và Bắc Ireland, không kể đường bưu xa gần. Mỗi bưu tính nặng 1/2 ounce, chỉ thu cước 1 penny và phải trả cước bằng cách mua một bì thư đã có dấu hiệu trả cước để người gửi thư sử dụng. Đúng vậy. Và để thuận tiện cho người gửi không muốn dùng bì thư đã in dấu hiệu trả cước, bưu cục sẽ bán cho họ một lá nhãn. Đó là một mảnh giấy in A nhỏ, mặt sau có keo, chỉ cần dán lên bì thư tự làm. Và đó cũng là cách thanh toán cước phí. Tôi thấy ý tưởng lá nhãn có vẻ khả quan đấy. Cậu thử gửi đơn đề xuất lên tổng cục xem, biết đâu nó sẽ tạo ra một cuộc cải cách lớn cho ngành bưu chính.
thư phản hồi của tổng cục đúng không em? Thư báo đình chỉ công tác ở trường đây nè. Anh đã sáng mắt ra chưa? Anh đã thấy hậu quả của việc làm ngớ ngẩn của anh chưa hả? Trời ơi là trời, có ai khổ như tôi không vậy trời ơi. Đề xuất của ông tới tay của tổng cục trưởng tổng cục bưu chính rồi, nhưng bị phản đối kịch liệt. Nhưng lý do là gì? Chung quy cũng vì kinh tế thôi. Giải pháp cải cách của tôi mục đích là kích cầu, có cầu ắt có cung, vậy chả phát triển hơn à? Nhưng lý thuyết của họ khác chúng ta. Tôi sẽ in chúng thành truyền đơn, phát khắp nơi để tạo sự chú ý và phản hồi từ dư luận. Hay thôi từ bỏ đi cậu. Nhất định tôi sẽ theo tới cùng. Sau nhiều lần thảo luận, năm 1939, luật cước một penny, và tới năm 1940, nước Anh quyết định thực hiện kiến nghị của Rowland. Và để thực hiện kế hoạch cải cách bưu chính của Rowland Hill, Bộ Tài chính, đơn vị quản lý cục bưu chính Anh thời đó, đã đích thân mời ông về làm việc. Và tháng 5 năm 1840, con tem bưu chính đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Hình bán thân của nữ hoàng Victoria nhìn nghiêng được chọn để đưa lên tem, vừa thể hiện quyền uy của quốc gia, vừa thể hiện sự nghiêm túc của một chứng khoán có giá bằng tiền do nhà nước phát hành. Để đáp ứng nhu cầu của mọi người, công nhân in phải làm việc suốt ngày đêm mới đủ tem bán. Chỉ trong hơn nửa năm mà tổng số tem phát hành là 30 vạn tờ, tức là 72 triệu con tem. Mẫu tem 1 penny đen được liên tục sử dụng trong 61 năm tới năm 1901, khi nữ hoàng Victoria băng hà mới bị thu hồi. Sau khi sử dụng tem 1 penny đen hơn 1 năm, tổng số lượng bưu kiện tăng lên gấp 3 lần. Để biểu dương sự cống hiến xuất sắc về cải cách bưu chính, mọi người vinh danh ông là cha đẻ con tem bưu chính. Tiếp theo nước Anh, Brazil, Mỹ, Pháp, Bỉ, v.v. bắt đầu sử dụng tem. Như vậy là chỉ trong vòng 20 năm tem sau khi ra đời, tem bưu chính đã có mặt trên thế giới. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.